Chị nó nặng chịch mà thấy nó nhỏ chứ nó không sao rồi. Ôi trời ơi, trời ơi. Thì ngày hôm nay bên 27 là cái cảm thấy cảm nhận của Dương á, là chỉ những cái nào mà nó còn, tao biết là nó khô nước rồi, nhưng mà cái đất nó ẩm, nó thấp, nó mới có khả năng dính bạc, chứ những cái còn cao cao trên là nó không dính nha. Hi, chào các bạn, chào các huynh đệ anh em đồng nghiệp nha. Thì ngày hôm nay Dương vẫn tiếp tục mưu sinh đi thăm những cái bãi rắn mọi người. Thì cái lúc này là mùa lạnh, mùa khô, cuối mùa cắn, đồ vào các kiểu hết. Anh em đặt bẫy lưu ý nhớ giúp Dương nha. Nhớ ở đất Đồng Nai này thì anh em đặt kiếm cái chỗ nào mà nó có nước, đất ẩm, đất thấp thì đặt nó mới có khả năng dính rắn bự bự nha bạn. Đó, thì nói chung là cái chỗ nào mà chảy nước á là đặt nha bạn. Họ mới dính nha. Thôi, hành trang của Dương thì vẫn như ngày nào. Đây, tôi đựng rắn, chuột và lúa. Trời trời, thì ngày hôm nay đi thăm bẫy mà quên đếm nón này nữa bạn ơi. Cái đầu của Dương là ở đất chỉ thì 16 đẩy đầu đinh chùi lũi lắng con luôn, giờ nó mới ra phúng phúng mà nhìn thấy ghê không. Nó cho này dính nó hoành nhất tới giờ im gu 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 luôn không dính nữa. Rồi hôm nay cũng chết quớt luôn, này vẫn không dính ra. Chuột cuốn nạm còn sống, còn không dính là cuốn rồi. Ồ, con hành đâu rồi? Hành nhỏ, ba lạng. Vậy này Dương vô Dương cuốn luôn rồi, ra xe Dương bắt ra cho bạn xem. Gắn đầu tiên luôn nè. Anh em mình đặt bẫy cứ 10 cái mà dính tầm khoảng 3 con là đạt đó anh em. Tại cách đặt gì là được. Bự nhỏ thì mình chưa nói nha. Gắn bự gắn lớn thì tùy khu mà. Khu nó còn gắn lớn thì nó sẽ dính gắn lớn. Khu nó hết gắn lớn thì nó đâu có gắn lớn đâu mà nó dính mà. Hai lần mấy rồi. Rồi còn gắn đầu tiên luôn. Trộn nó vô đây. Dương mới cuốn hai cái mà dính được một con rồi. Thì vài lưu ý nhỏ Dương muốn nhắc nhở anh em ha. Thì trước khi mình muốn về một cái bẫy nào đó là mình thăm nó thắt từ khoảng 2-3 chiến gì đó, 3-4 chiến gì đó mình hay về nha các bạn. Mà trong khi đó là những cái chiến mà nó không dính đó là phải xuất phát là phải còn chuột, 6 chuột có còn sống nha. Dính cái này dính cái nào. Ủa, không giống gì trời. Trời ơi, ngựa nữa. Ngựa chà bá lửa luôn à. Thôi cái bãi này Dương cũng cuốn luôn. Nó dính nhưng quặng Dương vẫn cuốn rồi. Cuốn vô đây mấy cái rồi mà hãy bắt gắn cho bạn xem. Thì còn 3 cái nữa nè. Phải chung là không luôn. Ây da, trời ơi, cây nó đâm trời. Ồ, thủy dính vô nội ơi. Rồi, hoành 100% luôn. Hoành 3 lạng. Ồ, bên này vô cuốn mấy cái này ra, cái nó dính dữ rồi. Khê hồn thiệt. Nhưng mà Dương vẫn cuốn luôn mà. Tại vì nó thắt 3 chiến rồi, 2 chiến mấy 3 chiến rồi. Nhưng mà ở khu này nó cũng không được ngon mấy. Và lúc đầu tiên các bạn, cái này dính dữ lắm, dính luôn. 7 nè, 8 cái này, 4 dính 4 con, 4 con. Và thắt 2 chiến rồi. Tại Dương tìm được cái địa điểm khác rồi để chuẩn cuốn luôn. Thì giờ mình đặt bẫy á, anh em nào mà chỗ nào mà dính gắn bự gắn lớn á, hộp hành đó nha. Thì anh em mà mình đặt chỗ đó nó không dính nữa đúng không. Anh em cứ dời tới dời lui cái khu vực đó gần gần đó là thế nào không dính nữa à. Đừng có vội cuốn đi nghe anh em. Cứ neo đó thế nào dính gắn khủng á. Nãy giờ vô đây thăm 3 cái 2 con rồi trời. Tính ra 4 cái, 5 cái. Cái này là hết luôn. Cái này hết trong khu này. Nào dính nữa không? Quá trời. Cái này không dính, chuột sống mà.
Bây giờ Dương cuốn trên đó 3 cái, dưới đây 2 cái là 5. 5 với 1 cái kia là 6 bạn. Dương cuốn 6 cái rồi đó, 6 cái mà nó dính được 2 con. Con làm luôn. Nó cũng không hành. Cuốn 6 cái mà Dương đặt lại 1 cái, còn 5 cái. Dương tới cái địa điểm này Dương đặt. Hành 2 lại. Hành bằng con đầu tiên. Hành là 4 con ký. Ngon lành. Hai con. Con ngựa này ngựa khủng luôn. Bự lắm. Đây mở bao cho bạn xem luôn. Nay Dương thăm 20 mấy cái nè. Tầm 24-25 cái. Luồng 7 này thì nó cũng cũ rồi, nhưng mà luồng 7 này Dương thăm chiến này cũng trúng lắm. Cái hộm ngựa mới lột da ra nè. Ngựa này kêu ngựa trắng. Trắng này còn Dương đặt cho nó kêu, còn có nhiều anh em kêu bằng hổ điếm nè. Thằng nó điếm lắm. Động tới nó là nó giả bộ chết rồi. Ôi, bắt ra đây cắn liền. Bự khá bự quá. Chà bá lửa. Bỏ vô gì để chạy ra nè. Đó, đỡ chưa, đơn giản à. Mới có thăm cái này 6 cái với bên kia 2 cái là 8 cái rồi. Còn 10 mấy cái nữa. Kìa sao tính đâu mất cái bẫy vậy. Vô. Nặng. Ờ, bự lắm bạn ơi. Thì cái chỗ này Dương dính dính đầu tiên đó là Dương dính một con hành ký lô mốt, chứ con hành 3 lạng. Ngon lành. Cái gì đây anh này? Ây cha, chắc một cặp nữa hả trời, chắc cặp nữa quá bạn. Để Dương tí mở bao cho bạn xem luôn. Chỗ này Dương hạ một cặp ký lưu gữ rồi, ký tư rồi. Mà cái này bữa nay tất cặp nữa. Sướng sướng. Đúng y như gần cặp nữa. Hàng chi nó nặng chịch mà thấy nó nhỏ chứ nó không sao rồi. Đó. Em thấy ghê chưa? Mùa lạnh này nó vậy đó. À. Một cái bẫy này là Dương dính cặp này, cặp thứ hai vậy đó. 4 con. Nằm nhì không rồi. Chứ không còn nào nhất đâu. Nặng dữ luôn. Nhì này có ký lô. Hai con này. Gì mà không còn nào nhất chứ ngủ thiệt chứ. Hai con. Hai ngấn nhì ngon lạnh luôn. Hồi nãy vô đầu giường gặp con chủ giường, ông nói ở đâu có, ở đây không có gắn đâu. Ông hỏi mình đi đặt gắn à, cái nói ừ. Ông nói ở đây ở đâu có gắn chứ, đây không có gắn đâu con. Không có gắn. Gắn thì bình thường đâu ai thấy được nó. Gắn mà vô đây hổm dính cặp cái cử rồi, bữa nay dính cặp nữa. Sướng rồi. Tháng này là vậy bạn ơi. Tháng này thì thăm phải gắn nó dễ dính cặp lắm. Nó, lúc này nó bắt cặp là nó đẻ nè. Tới tháng 4 đẻ. Trục sống không dính. Cái phải gắn này các bạn thấy vậy đó chứ nó cũng khó lắm á. Mình chịch đường đó là nó không dính á, không phải dẫn chơi đâu. Nhiều khi hai giường kế bên mà đặt cái giường bên đây, bắt cắn mỗi tay giường kế bên không dính con nào luôn. Rồi, nhiều luôn.
phải đặt chịu khó giờ qua giờ lại, chuột còn sống mà nó không dính. Ồ cái bẫy tự nhiên nó chạy qua bên trời. Ồ có hàng rồi, thì là con gắn nó vô nó giặt. Tại cái chỗ thế này Dương không có gì dằn, thật bự không. Mặt nhỏ mà nó bay cái lọc qua bên ta, chắc không hành nữa. Ồ không hành, hành nhì đó bạn, ngon lành. Bên này như được hỏng rồi, chính hành nhì không nữa, thật sướng 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 sướng. Con hành cái lớn này mình nó làm bay cái lọp luôn ta. Vì anh em mình đặt bẫy mình tốt nhất mình dặn lại cho con gắn nó dạng vô. Chứ không nó nhét vô lắm, vô cái nó nhúc nhích cái lọp lòng mình á. Uống năm lại không, anh nhì không, xuống tê người luôn thiệt chứ. Ở đây lúc trước chỗ này là cái suối, bây giờ thì nó suối ở Đồng Nai bây giờ nó khô nước hết rồi, nó không có còn nước được nữa đâu. Đồng Nai đây tới tháng 4 mà kiếm cái chỗ nào mà có nước ha là cả một cái vấn đề. Thời đất Đồng Nai này nó khô cằn sỏi đá lắm á. Dương dương phái đặt cái thứ mà cái giường trống xa xa có cục cỏ đặt vậy nó cố gắng nó dễ dính không, lại bờ ruộng rồi đó ha. Mấy bờ mà lâu lâu có cục cỏ rồi đó. Ây da. Rồi, đây màn hình. Chuột, cái chuột đây. Không ăn lúa. Chữa đám ruộng nó có cái cục gò này gì mà không có hổ hành ở trời. Thăm 2 tiếng mà chưa dính luôn. Gò này to này, chú với là cái gì được không? Ôi, cỏ hàng bạn ơi. Đây, bữa nay dính đây nè. Trời, con ngựa đâu trên đây nè trời. Đây nó gớt xuống rồi. Hết hồn hết chân chèn. Đang review với cục phân. Ủa, nhỏ. Ấu chuột ra nè. Ủa, ngon lành, được. Kiểu đây nè rồi. Gì nữa mà ơi. Cái này dính gắn lựa nữa rồi. Toàn gắn lựa không? Gắn mà cứ nhì nhì hoài vậy đó phê. Sướng cả người. Sướng sướng sướng. Hồ hành mà cỡ này không là là nhức nách rồi nha. Ngon lắm rồi bạn. Bạn thấy nó nhỏ vậy chứ cái kinh tế đã nằm trong cái con này nè. Mà thấy hồ hành nó nhỏ nhỏ vậy đó. Nãy mình xem mình quay clip á thì gắn nhỏ nhỏ xem nó không phê nó không sướng mà. Chứ còn thật sự anh em mà đi săn bắt á là gắn hổ hành mà con cỡ này là tê người rồi nha các bạn. Không cần phải gắn 2-3 kg gì đâu. Gắn 2-3 kg bây giờ thì thôi hiếp lắm. Bây giờ mà cái này mà dính hổ dậm từ 1-1.5 kg á là bữa nay mập mình luôn. Hổm mập rồi là con thứ hai. Rồi bữa nay chuột ngủ đông rồi. Không dính nữa. Chuột theo đi. Mày bị dẻo dính cũng thấy thương mà. Không có gác khủng mà. Không có hành nhất như là không có dẹn khủng mà. Không dính luôn rồi. Rồi ôn hành kẹt đầu ngấm rồi.
cái gì trời, bột kẹp. Ô gì ạ, phân bằng ơi, phân coi có hàng, có hàng phân gì mà kỳ vậy ta, không thừa quá. Nhìn kìa, con ngựa cái gì, ủa ngựa tại dùng chỗ này à, nguy hiểm. Ngựa cũng khá im, thì ở đây nó nguy hiểm rồi, sợ không mèo. Ngựa trời, bữa nay không có gắn khủng mà. Toàn gắn nhỏ nhỏ không, tôi con ngựa khủng. Con ngựa khủng với hành nhì không à. Đớp liền. Ngựa này màu y như ngựa đời đầu tiên luôn trời. Cái này không biết kêu màu gì luôn nữa mà. Một lần. Hy vọng cuối cùng. Cái bẫy này của tinh tai lắm nha. Hy vọng cuối cùng vớt thằng khủng. Rồi. Ngày thiền này hẳn luôn. Ui, có con hành nhỏ chiếu chiếu vậy. Hành nặng mấy hạt ăn gì à. Nhà lưới 8 ly chứ lưới phân 2 là xong rồi. Rồi, tổng thành quả luôn. Bạn theo bên số xe của Dương đẹp không? Đây à, Dương thăm 23-24 cái. Đó, bạn thấy thú lý bây giờ chứ hai ngựa còn như là hành nhì không bạn, tầm 6 con hay gì đó. Ông hành nhì hành 4 lần mấy 5 lạng, nhà này dám được 5 lạng không à, 4 lần mấy 5 lạng, 4 lần mấy 5 lạng không, có gì mà, này dính dung mít. Thì ngày hôm nay Dương thăm 7 là cái cảm nhận của Dương á, là chỉ những cái nào mà nó còn, tầm biết là nó khô nước rồi nhưng mà cái đất nó ẩm, nó thấp, nó mới có khả năng dính bạn, chứ những cái còn cao cao trên là nó không dính nha. Rồi thì bữa nay Dương thăm 23-24 cái gì đó. Thì bao nhiêu đây, tầm có khoảng 3 kg không? 3 kg ngon lành. Thôi, Dương cũng hết 7 rồi. Cuối video Dương cũng cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian của mình ra để xem clip của Dương. Còn bây giờ cho Dương nói lời tạm biệt và hẹn anh em vào những video kế tiếp nha. Bye bye.